Xin chào anh em. Anh em lên lúc 2 chiếc 110 đấy anh em. Anh em xem. Con này máy cũng riêng em anh. Xe này bể bẩn, bể góc bẩn dưới một xíu. MTA thắng đĩa xì mua xì. Xe này 32 triệu nha các bạn, gấp hộp sơn. Lắp sân zin. Triệu bao hồ sơ cho anh em nha. Chín tới giờ độ gìn nó không phải tàn phai theo năm tháng, cái máy chuẩn quá. Rồi tới con 2000 này, này áo dán keo luôn nha anh em. Lốc này nhìn thấy có dặm nha mà, nhìn thấy có dặm. Bô đẹp, bô 45. Áo đẹp quá, dạ, áo đẹp nè, thấy không, đồ cũ cũ có chứ nè, nhưng mà chơi này là rất là đẹp đó. Mình nhìn cái này với dạng áo cũ, áo theo xe của nó, thấy không, nó cũng cắn dấu ốc rồi, cũng mà mẻ xíu đó, nhưng mà ở ngoài này đẹp, rất là đẹp, bẩn một ngôi liền băng ha, ốc tán rồi đi. Gin phụ đầm gin máy dữ dằn các bạn ha, máy đây nắp này chưa mở luôn. Con này 38 triệu nha bạn.
sau đó thì chỉ có bắn hai ba lốc thôi. Máy chuẩn. Máy quá mà. Đây là máy ngon quá ngon. Dần áo nữa đẹp thiệt. Ở trong cũng có tét tét thôi, mới này khó tránh ha. Bên đây thì không có tét. Áo mới cũ không biết luôn không anh. Đẹp quá. Xe nào? Xe nào quay gọi nhắn tin giá cho nhóm. Ừ. Rồi, ok. Anh em nào cần xe nào đó liên hệ phép anh em. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.